chúng mình đẹp đôi. Em ơi đừng tủi, đừng buồn cánh vắng đơn côi. Nếu ai có hỏi ngày nào mình buồn duyên nợ, buồn nào mùa vui pháo đỏ, anh chàng mini model là Onkyo N7FX. Chức năng chính của dàn này là USB hoạt động ok. Mình đang nghe đoạn clip test qua chức năng USB. Đây đang lay USB. Và chức năng thứ hai là MD hoạt động ok. Riêng đĩa MD bên em có bán, cái nào có nhu cầu chip MD theo tên ca sĩ hoặc bài hát yêu thích thì IBM để em chip nhạc cho các anh. Và chức năng CD thì lỗi không hoạt động, nhưng mà hai chức năng chính là USB và MD thì hoạt động ok nha. Rất là tiện cho các anh nào sử dụng gì sau, chỉ đâu phải lúc nào mình cũng chạy ra đĩa tiệm mình mua đĩa, và cũng không có lúc nào mà mình mỗi lần hát mình bỏ cái đĩa rất là phiền phức. Bây giờ là một giải pháp tiện lợi nè, mình chỉ cần mình lên mạng mình đao những bài hát yêu thích, chép vào USB, sau đó mình cắm vào một dàn nhạc, thế là mình nghe nhạc thổi thích. Mình không thích bài này, mình lấy USB, mình xóa, mình chép bài khác, cực kỳ tiện lợi. Không cần tốn tiền mua đĩa, không cần rườm rà, cắm USB vào là nghe. Mà hầu như chức năng USB là chức năng hầu như các anh hiện nay đều rất là thích. Vì tiện, vì dễ dàng, phù hợp với nhiều bài hát, mình chép thoải mái, không tốn tiền mua đĩa. Mà trong khi đó, model Onkyo N7FX là một trong những dòng đề cao của thương hiệu Onkyo. Chất lượng âm thanh thì khỏi bàn, còn lo thì thiết kế quá đẹp đi. Ưng ý nhất luôn là cái cặp lo này, lo màu gỗ mà nghiêng đỏ như vậy, cực kỳ sang. Mình trưng bày cho phòng khách lẫn phòng ngủ đều ok. Lưới lo có nhâm 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 một bên nha. Cái này là mình chỉ chụp lo thôi nên không có ảnh hưởng gì thẩm mỹ. Mặt vàng là khoe nhôm. Bộ vàng này em ưng ý nhất là cặp lo vì trưng bày rất là đẹp, bát rất cực kỳ tốt luôn. Chiều cao của lo là 30cm, chiều ngang của cả bộ vàng là 55cm. Mình sử dụng tốt cho phòng 20-25m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V, các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Cần mua cục đổi nguồn thì liên hệ với bên em. Đặc biệt phía sau Amply có ngõ Optical In, mình có thể dùng kết nối với Max TV qua tín hiệu quang hoặc dùng giải mã DAC. Thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Đây, thông thường thì các anh sẽ thấy trên mạng hay ghi là công nghệ WRAT, DAD là Alin. Thì đó, đây là những công nghệ mà đề mới á, tích hợp trong cái Amply Onkyo này. Đèn led thì màu xanh dương. Hình thức vàng đẹp mà chất âm lại rất là hay. Đủ ngõ kết nối phía sau. Để mà đi thì bên em có bán, các anh nào có mua thì liên hệ. Mình đang nghe đoạn clip test qua USB. Bây giờ em tắt USB nè, em rút USB ra luôn nè. USB hỗ trợ lên tới 3264GB nha. Thì bây giờ mình sẽ test qua MD. Có Optical In nè, rất là tiện, giải mã được luôn nè, mà nghe được MD luôn nè. Vàng này là rất là ok về giá cả. Thông thường á, cái bộ vàng này mà chức năng CD ok á thì giá của nó là 3.8-4 triệu. Nhưng mà lỗi CD á thì mình rẻ hơn được cả triệu lắm. Em bán vàng này 2.8. Chỉ cần lỗi một chức năng CD mà mình đã rẻ hơn được 1 triệu. Trong khi đó đâu phải ai cũng có nhu cầu sử dụng CD đúng không? Mình sử dụng MD, mình sử dụng USB, mình sử dụng ngõ, ao ít cái nói điện thoại, TV, máy tính đều ok hết. Mà mình rẻ hơn tới 1 triệu luôn thì còn gì bằng nữa. Hợp túi tiền nè, đẹp nè, hay nữa nè. Vài kinh thiêng từng ly che muộn thì tôi có người vợ như trăng buổi sau cưới rồi đành xa. Như đôi môi nàng hiền. Đĩa mà đi coi em chép theo cậu nha. Nên thích ca sĩ nào thì còn chần chờ gì nữa mà cứ liên hệ em để em chép nhạc cho các anh. Em quay mặt sau luôn, đây là bên hông lo.
đây là phía sau của lo bên tay phải em, đây là phía sau của lo bên tay trái em nha. Công suất của lo là 140W trên cặp lo, công suất của amply là 55W. Rồi đây là ngõ optical in, mình có thể kết nối với Max TV qua tín hiệu wow dùng dạy mã DC. Ngõ out kết nối điện thoại trên máy tính, anh chọn ngõ in giúp em. Nơi cắm anten để nghe radio AFM, chị FM là 108 Bắc Full Đài Việt Nam luôn. Hẹn gặp nhau đây đêm thâu lá. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Cái nào mua hàng đi em.